Thầy ơi, cho con hỏi, hiện tại con đang thờ mẹ Quan Âm. Đấy, chữ mẹ Quan Âm là mình gọi một cách rất là thân mật ha. Chứ Bồ Tát bữa nay Quan Âm là mẹ rồi đó. Đó. Thật ra đó, những cái từ đó là từ nhân gian mình gọi cho nó gần gũi. Do lập trang thờ cao quá, mỗi lần đốt nhang là phải bắt ghế. Giờ con muốn hạ trang thờ thấp xuống để tiện đốt nhang và lau trang thờ, nhưng mẹ con không cho và nói hạ lên hạ xuống như vậy không nên. Giờ đây con phải làm sao? Cho con hỏi thêm, con muốn thờ Tam Thánh mà trong Tam Thánh cũng có tượng mẹ Quan Âm. Theo thầy con nên thờ như thế nào cho đúng? Hình mẹ Quan Âm hiện tại con đang thờ cũng muốn giữ lại, giờ con phải làm sao? Ý nói là đã thờ Đức Quan Âm sẵn rồi, bây giờ trước hết là giải quyết cái trang ha. Pháp Hòa thường nhắc á, là khi mình thờ Phật á, là mình nên thờ vừa với cái tầm nhìn của mình. Thứ nhất á, là để mỗi lần mình thắp hương, mình tụng kinh á, mình nhìn Phật, mình đọc những cái bài tán nó có cái giao cảm. Cái thứ hai đó là khi chúng ta lau chùi cũng dễ dàng và chúng ta thắp hương cũng tiện lợi. Bây giờ chúng ta thờ cao quá, mỗi lần mình thắp hương mình đứng ở dưới này, có nhiều khi bằng thờ tuốt ở trên, mình đứng dưới này mình khấn thôi cũng được đi, ở trên cũng nghe à, nhưng mà có cái điều là khi chúng ta thắp nhang thì chúng ta phải bắt cái ghế, nó rất là mất trang nghiêm. Và mà khi mà xin lỗi đại chúng, có nhiều cái bàn thờ bắt lên cái ghế thì nó lại dư, mà đứng dưới này cắm thì nó không đủ, bắt đầu vỡ vỡ với vỡ lên cái chọt cây nhang cho nó xéo xéo, miễn nó chọt vô cái bàn đó là được rồi. Thành nữ rút của cái nhang á, đứng nó thè lè ra đằng trước cho nó rớt, nó bụi hết trơn, mà nhìn bàn thờ rất là mất trang nghiêm. Thì bây giờ á, bây giờ mình ý thức được điều đó, mình đưa cái trang thờ xuống cho nó vừa, không có lỗi gì hết. Ở đây là chúng ta hạ xuống để cho nó quân bình với cái con người của chúng ta. Nếu mà mình để cao quá đó, mình sợ các ngài phiền lòng buồn giận mình do cái chuyện mà mình đưa lên xuống rồi đó, mai mốt mà già lớn tuổi leo không nổi đó, có bữa nào trật chân té đó, lúc đó còn phiền hơn nữa. Thành thử ra mình làm cái gì mà nó tiện. Phật là do mình an vị làm sao các ngài sẽ an như thế, mình đặt làm sao các ngài sẽ an vị như vậy. Thì hồi trước mình không hiểu, mình thờ cáo, giờ mình thấy mình lớn tuổi rồi, già cả rồi, leo hoài té mà nó không có trang nghiêm nữa, thôi thì mình hạ xuống thờ như thế nào để mà vừa cái tầm mình. Đại chúng cứ nhớ là mình làm như cái gì mà nó thuận tiện, mà nó đủ cái trang nghiêm cho mình là tốt. Ví dụ như giờ có những người nhà không thể thờ Phật ở ngoài phòng khách được vì không có chỗ. Thì bây giờ quý vị muốn xin đem Phật vào trong phòng, cái trường hợp đó nó có thể được với ai? Thứ nhất là các vị lớn tuổi thôi. Còn mình là người nữ còn trẻ, đôi khi chúng ta còn nhiều cái sơ thất trong khi chúng ta sinh hoạt ở trong phòng. Vì vậy cho nên trường hợp đó đó không nhất thiết mình phải có cái bàn thờ trong đó. Và trường hợp đó mình phải giải quyết rằng một cái bàn thờ ở lòng của chúng ta, ở trong tâm của chúng ta. Thật ra có khi chúng ta có thể thể hiện ra tướng, mà chúng ta chỉ có lúc chúng ta cũng phải cần thể hiện ở tâm, nếu hoàn cảnh chưa cho phép. Hoặc là ví dụ bây giờ mình có một gia đình mà họ khác cái đức tin với mình, họ không có đồng ý cho mình tạo lập một cái bàn thờ, thì chừng đó mình làm sao? Thì Phật ở trong lòng. Cho nên chúng ta có rất nhiều những cái cách gọi là đã là phương tiện thì cách nào nó tiện cho mình thì chúng ta dùng cái phương pháp đó, nó mới đúng nghĩa của chữ phương tiện. Và cái cứu kính ở đây là gì? Chúng ta không bất kính. Ví dụ mình hạ cái trang thờ xuống không có bất kính là vì chúng ta muốn làm sao để chúng ta thuận lợi để chăm sóc. Pháp Hòa nói đơn giản vậy nè, ở đây á, có những gia đình á, khi mà người ta thấy cha mẹ người ta lớn tuổi rồi
thì người ta muốn xây một căn nhà hay mua một căn nhà mà nó ở dưới cái cửa bước vô đó, nó phải có một cái phòng và có washroom, vì họ dự trù cho cha mẹ khi lớn tuổi không còn lên xuống cầu thang nữa, thì các vị ở cái main floor, ở dưới cái tầng dưới để tới lui cho nó dễ. Hoặc là người ta ở nhà người ta hồi xưa là cái bát thấp, cái bồn tắm, bây giờ người ta chỉnh sửa lại thành ra cái shower để làm chi? Người ta dự trù khi cha mẹ lớn tuổi ra vào không có quá cực khổ. Rồi thậm chí khi cha mẹ già không còn tự tắm được, mình phải tắm cho cha mẹ, thì đủ chỗ mình để một cái ghế cho cha mẹ ngồi, cho người già ngồi để tắm. Như vậy thì mình không thể nào nói thôi, ba mẹ tôi nào dở trển rồi, trên lầu rồi, giờ tôi đem xuống sợ ba mẹ tôi buồn. Mà trong khi đó mỗi một lần lên xuống là quá ư là cực khổ. Thì trường hợp mình đưa ba mẹ xuống ở dưới này cũng không có gì sai. Có rất nhiều gia đình không có chỗ phải không? Ta lấy luôn cái phòng khách, ta nuôi dưỡng cha mẹ. Tại vì bây giờ người ta tính cái vấn đề gia đình, chuyện gia đình ta, còn khách khứa có tới không có quan trọng nữa. Cái quan trọng là người ta tính như thế nào để tiện lợi. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, đã là phương tiện thì tất cả đều là phương tiện. Mà chúng ta, cái phương tiện đó chúng ta làm cốt để làm gì? Để bày tỏ cái tâm cung kính của mình. Thế thôi. Cho nên không có gì trở ngại. Chuyện thứ hai, bây giờ mình thờ Tam Thánh, thì Tam Thánh là có Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Rồi giờ con có tượng, có bức hình Đức Quan Âm rồi, nếu con thỉnh thêm tượng Quan Âm nữa dư. Thật sự ra có dư cũng không sao, vì ở cái tính cách trang nghiêm. Nếu mình tính gọi là dư thì không lẽ Đức Di Đà đứng giữa, Đức Thế Chí một bên ở sau lưng hình Quan Âm, nó mất đi cái tính trang nghiêm. Cho nên bức tranh Quan Âm vẫn để phía sau đó, rỡ trước này đặt ba vị Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Trừ trường hợp mình đã sẵn tượng Quan Âm thì chúng ta có thể giảm. Hoặc là đôi khi cái tượng Quan Âm mình đang thờ nó không có phù hợp, tương đồng cái tương đối cái chiều cao, cái kích cỡ, thì chúng ta cũng phải chấp nhận là thỉnh Đức Quan Âm cũ xuống để đủ bộ trên này cho nó trang nghiêm. Rồi nói này thờ lâu quá linh, linh không nhất thiết ngồi đó, ngồi đâu cũng linh, đã linh thì ngồi đâu cũng linh, thấy không? Bây giờ mình thỉnh xuống cái tủ cái gì đó mình để trang nghiêm cũng được. À, con mong muốn các con được học hành theo các phương pháp tốt nhất của các trường quốc tế hay song ngữ, mà cái này ở Việt Nam cũng tốn lắm. Nên con nay vì muốn các con được học hành như thế, con định tham gia đầu tư tài chính hay như chứng khoán hay các chương trình khác để có thu nhập thêm. Không biết như vậy có phải con tham quá không? À, như thế có không tốt không ạ? À? Con nghe đâu đó trên mạng mọi người nói không nên đầu tư cho con cái ăn học đắt đỏ, như thế tổn phước của con và cha mẹ. Thưa đại chúng, cái này không có gì tổn phước hết. Mình có con thì mình phải lo cho con. Mà lo cho con thì có nhiều cách, tùy theo cái. Thí dụ con mình nó có khả năng học thì chúng ta phải đầu tư vào chuyện học. Nếu con mình nó có khả năng làm ăn thì mình giúp đỡ đầu tư cho con mình làm ăn. Trong kinh Vu Lan á, người ta nói cái ơn đức của cha mẹ đó, cho đi học mở thông trí tuệ, dựng vợ chồng có thể làm ăn, ước mong con được nên thân dù cho cha mẹ cơ bần quản chi. Thành thử ra cha mẹ mà cho con đi học, dựng vợ gả chồng cho con, đó là tất cả những cái đầu tư. Mà không phải riêng người cha mẹ mà người thầy cũng thế. Có đệ tử thì phải đầu tư vào đệ tử. Pháp Hòa hay nói với các thầy á, thầy không có được cái duyên đi học. Cuộc đời đi tu của thầy là một cái rất là cô đơn và cô độc. Không có những huynh đệ đồng tu, không có những người cùng chia sẻ, đồng hành, vân vân. Nhưng khi thầy có các chú đệ tử nhỏ thì không muốn các thầy dốt giống mình. Cho nên bằng mọi cách phải để cho các thầy đi học.
Mà cái học đầu tiên nhất là đạo đức, xây nền tảng tu tập. Cho nên thầy nào học xong lớp 12 cũng không cho học tiếp, ngưng ngay đó, đi về các chùa, các trung tâm tu học có thực chất, ở đó tu. Tại vì cái chính yếu là tu, còn cái chuyện mà chúng ta học có bằng cấp là phụ, nhưng cũng không thể bỏ nếu có khả năng học. Cho nên chuyện đầu tiên nhất là phải đầu tư tâm linh. Làm sao mình có được một cái nền tảng đạo đức. Mình có được cái này rồi, mình ra ngoài mình học đó, nó không có lung lay. Đó là mình nói là không có chứ chưa chắc nữa đó. Mai là xây dựng như vậy đó. Mà rồi tới hồi ra ngoài rồi, đất này nó, cây này nó bắn rễ không nổi. Cho nên gió thổi một cái, hai gió rồi là thôi, nó bứt rễ, nó mất tiêu. Đó. Huống chi là mình từ nhỏ tới lớn mình không lo, không lo đầu tư đó. Cho nên cái cách của Pháp Hòa là chú nào còn nhỏ học xong lớp 12 là đẩy đi hết, qua những chỗ trung tâm gần các bậc cao đức, để nương cái đức và của một vị lớn đó, một vị tôn túc, và đồng thời nương cái đức của chúng tu. Thầy nào cũng từ 3 năm trở lên. Thầy Tịnh Tạng lỡ lâu nhất đó, 7 năm. Rồi khi về tới đây phải không? Có khả năng học, học tiếp. Cần học upgrade, học upgrade, bổ túc. Giống như thầy Huệ Tạng học bổ túc 1 năm, 2 năm để lấy đủ điểm, rồi học nổi nữa tiếp tục. Đó là một đầu tư. Mà không có một cái đầu tư nào mà không phải tốn kém. Mà tốn kém tài chánh là một, tâm tư là hai, cái suy nghĩ. Thầy cô nào đi đâu học Pháp Hòa cũng phải một là đích thân dẫn đi, còn không là phải gửi thơ. Mà nếu chỗ đó người ta không nhận tiền, mình cũng phải biết điều chứ. Tuy rằng mình cái gì không biết, ở trên đời này cái gì cũng có thể không biết, nhưng mà không thể không biết điều. Cho nên mình cũng phải biết điều chứ, cũng phải lo chuyện đó chứ. Mặc dù người ta không đặt vấn đề vì mình là một người tu, nhưng chúng ta sống chúng ta phải biết. Người ta cũng phải cưu mang con cái của mình phải lo. Rồi đâu phải vậy thôi đâu, lâu lâu cũng phải bồi bổ chứ đâu phải bình thường. Mình trồng cái cây mà không có dưỡng, không có gì hết đâu được. Cho nên không có gì sai cả. Phải chi mình có con, không lo cho con mà đi lo chuyện gì đâu không á, thì cái đó có lỗi đó. Còn đây mình có con, mình lo cho con mà có gì đâu sai. Thành thử ra vị Phật tử này cứ việc đầu tư làm ăn để có tiền. Cái quan trọng là chúng ta làm ăn chân chánh, đúng đắn, tạo những nguồn tài chánh để lo cho gia đình, con cái. Không có gì sai hết. Hồi sáng Pháp Hòa cũng nói, Đức Phật dạy chúng ta tạo tiền, nhưng mà tất cả những cái tiền đó nó phải từ cái nguồn tiền mà chúng ta làm ăn chân chánh mà ra, chứ không phải những cái sự lường gạt mưu mô. Chứng khoán cũng không phải là cờ bạc, nó là một cái hợp pháp mà của sự đầu tư. Nhưng mà có điều là cái đó nó nguy hiểm vậy thôi. Nếu mà mình lỡ mất thì mình mất. Nhưng mà nó không phải là một dạng, chúng ta không thể gọi nó là cờ bạc. Đó là một sự đầu tư có hợp pháp. Trong khi nghe thầy giảng, con có nghe thầy nói chú tâm cảnh giác. Khi con đọc kinh thì con cũng thấy câu chánh niệm tỉnh giác. Thật ra hai câu này nó là một nghĩa. Cảnh giác á, tức là chúng ta ý thức cao, đề cao cảnh giác mọi việc xung quanh. Và do có cái sự chú tâm là mình để vào đó, hay là mình chánh niệm cảnh giác, nó cũng là một nghĩa đó thôi. Nhưng mà hai cách nói. Cho con hỏi, sau lúc tụng kinh thầy mặc áo vàng, nhưng khi thầy giảng pháp thầy mặc áo nâu. Ông thầy chùa có ba màu à? Màu vàng, màu nâu, màu lam. Mà giờ không cho mặc hai màu này, chắc mặc màu tím. Ta có gì ta mặc thấy chứ, thét mét gì. Chọc quý vị chơi cho vui ha. Nhưng mà thật xưa là màu lam, màu nâu, màu vàng là ba màu mà Phật giáo Bắc truyền dùng. Đúng ra đó,
chúng ta chỉ có một màu thôi, đó là màu vàng. Màu vàng mà không phải vàng rực rỡ. Màu vàng này là cái màu luốt luốt, màu đất. Chúng ta gọi là kasa. Kasa được dịch nghĩa là những màu sắc được pha tạp. Cho nên cái kasa nó không phải là cái áo. Kasa nghĩa là một cái màu mà người ta pha. Cho nên người Trung Hoa dịch là bất chính sắc. Bất chính sắc là màu sắc không có phải là màu sắc chánh, nó là màu pha của sắc đen, sắc xanh thì rồi pha vô. Rồi sau này khi Phật giáo truyền đến phương Đông, đặc biệt là Việt Nam, thì người Việt Nam mình đã có cái thói quen mặc cái màu đất mà nâu, nhuộm bằng cái vỏ cây nâu. Và đồng thời á, nó cũng từ cái ý là màu nâu cũng là màu đất, màu vàng của y cũng là màu đất, màu lam cũng là màu đất. Nhưng mà có điều là đất non hay là đất già. Đất mà nó còn non, đất nó màu xám phải không? Đất nó lâu năm, đất nó già thì nó mới màu nâu. Vậy thì màu vàng, màu nâu, màu lam đều là màu của đất. Có nghĩa gì khi đạo Phật dùng màu của đất? Phải không? Vì đạo Phật luôn luôn, Đức Phật luôn luôn nhắc hàng đệ tử phải dụng tâm như đất. Mình phải lấy cái tâm mình phải dụng tâm mình như là mặt đất vậy. Tại sao? Thứ nhất, đất dày, đất rộng, và đất có khả năng dung chứa nước sạch, nước dơ. Dày mà rộng nghĩa là tâm kiên cố vững chắc. Tiếp nhận nghĩa là sự nhẫn nại. Khen chê tốt xấu gì, người ta đổ xuống đất nước dơ, nước sạch, nước tiểu, nước đàm, thậm chí đồ dơ, đồ sạch gì, đất tiếp nhận hết. Tâm người tu mình cũng phải vậy. Kế đến, muôn vật đều mượn đất để mà đi lên. Ví dụ như cỏ cây, rau trái cũng phải đất, phải không? Rồi gì nữa, muốn xây nhà, bây giờ người ta muốn xây đền đài cỡ cao cỡ nào đi nữa cũng phải lấy mặt đất làm chuẩn. Cũng như thế, những gì chúng ta ứng xử trong đời này, nhỏ như hạt mè, lớn như là những cây cổ thụ, nhỏ như một viên đá sỏi, hay là to như những cái nhà lầu cao, cũng không ngoài đất. Chúng ta rót một ly trà cho ai đó, hay chúng ta giúp cho họ đến tột cùng của cái giúp, nếu không giúp bằng cái tâm thì cái việc làm đó lớn nhỏ cũng không có giá trị. Nhiều khi cái việc nhỏ mình giúp người ta thôi, mà giúp từ tâm của mình, lưu xuất từ cái tâm của mình, thì cái việc đó nhỏ cũng thành lớn. Pháp Hòa ví dụ như người ta dấp cái gì, cái dầm ở trong tay thôi, mà mình lấy cái nhíp mình giúp người ta, mình lấy cái miếng chút xíu dầm cây đó ra thôi, việc rất nhỏ đó, vậy mà người ta mừng. Làm bằng tư tâm. Mấy cụ xỏ kim cũng thấy đường, đi ngang, bác đưa con xỏ cho. Hồi nhỏ là Hòa chuyên môn đi xỏ kim cho mấy bác may đồ. Rồi mấy bà may cái chỉ ở Việt Nam nó hay bị dính cái gì đó, nó có cái mắc giống như nó bị kẹt đó. Lấy cái đèn cày á, cái sáp đèn á, vuốt một cái làm cho cọng chỉ nó trơn lại. Việc làm nhỏ thôi, nhưng mình làm tự gì? Làm tự tâm. Hồi nhỏ Pháp Hòa chuyên môn đi ru con cho người ta. Người ta mà ăn trưa xong cái thôi chị đi ngủ rồi, để con chị em ru cho. Bởi ca dao Pháp Hòa nhớ nhiều lắm. Ví dụ như hồi nhỏ mình nhớ gì? Cái răng ba láng dàn sáng phong điền, anh có thương em thì cho bạc cho tiền, đừng cho lúa gạo xóm giềng họ cười chê. Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi,
buôn bán không lời, chèo chống mỏi mê. Má ơi đừng gả con xa, kim kiêu dượng hú, biết nhà má đâu, bây giờ qua đây mình ru kiểu khác. Má ơi đừng gả con xa, gả con qua Mỹ, Canada được rồi. Cho hồi nhỏ là mình làm mấy cái chuyện vậy đó, đi tới nhà hàng xóm xin ru con cho người ta. Rồi mà nghe mấy cô mấy bà ngồi ru con chừng dài dạo là thuộc mấy cái bài đó rồi, là bắt đầu mình vô mình làm bài bản vậy đó. Mình đứng mình ngồi mình ru cho đến khi nó ngủ luôn. Mấy bà sướng quá trời, mấy bà đi ngủ. Rồi hồi nhỏ ăn xong rồi á, đi tới mấy cái tiệm mà mấy cái nhà mà người ta làm đồ chay, người ta bán là vô phụ lạng củ sắn, gọt củ sắn, làm bì, chiên đậu hũ, làm đủ kiểu hết. Tới hồi tới giờ về, tới giờ ăn chạy về nhà ăn. Ăn no bụng chạy tới nhà làm việc cho người khác. Mà ở Việt Nam ta kêu đi làm mọi. Mày khôn quá ha, khôn nhà dạy chợ ha, ăn cơm nhà đi làm mọi người dân. cái số mình là phải phụng sự. Cho nên cái màu đó là màu đất. Mình làm gì cũng từ cái mặt đất lên. Mình tất cả chuyện làm của chúng ta nó lưu xuất từ cái tâm. Cho nên mình khi mình chắp tay á, ngay đây nè. Chắp tay chắp ngay đây. Biểu tượng. Và cái một trong 32 tướng của Phật á, chữ vạn nằm ngay đây. Thật ra cái chữ vạn là mình gọi thôi, chứ cái bản chất của nó không phải là chữ, nó không phải là một cái letter, nó là một cái biểu tượng, đó là một cái hình tượng trưng cho bình an. Cát tường. Rồi sau này bà Võ Tắc Thiên mới đề nghị nên gọi nó là chữ vạn, vạn tự, đưa vô từ điển. Cho nên nó thành ra chúng ta gọi là chữ vạn, chứ thật sự cái đó nó không phải là cái chữ. Nó là một cái biểu tượng, cái logo, cái symbol, biểu tượng cho bình an. Cũng giống như bây giờ ở khắp nơi người ta có những cái biểu tượng, mình nhìn biểu tượng đó mình biết cái đó là cái gì. Hồi xưa phái cái bang á, thì các môn phái đều có những dấu hiệu với nhau hết. Chỉ có tông phái đó, người ta đi người ta gặp ta mới biết. Sư phụ để những cái dấu lại để biết sư phụ đang đi đâu. Mình đi ngang mình không biết, mà đệ tử phái đó đi ngang không biết. Nói sư phụ mới đi ngang đây nè, sư phụ làm dấu cho mình đi về hướng trước, hẹn gặp, thí dụ vậy. Rồi, giờ giải quyết được cái màu ha. À, còn hỏi tại sao lúc thầy tụng kinh mặc áo vàng. Thật ra thì nó đều là giống nhau. Nhưng mà bởi vì cái áo hậu á, rộng đó, nó là áo lễ. À, những buổi sinh hoạt bình thường, nói chuyện đạo lý thì chúng ta mặc như vậy. Nó một hình thức khiêm cung, đơn giản. Chứ còn nếu mà nói đúng ra là khi chúng ta nói pháp á, chúng ta phải đắp y. Thì cái nghĩa nó là đại Phật tuyên dương thế cho Phật để mà thay thế Phật, nói những lời Phật. Nhưng mà bởi vì ở đây là mình có tính cách như sinh hoạt Phật pháp thôi. Và sau này các thầy cũng ít, cũng có một số thầy đắp y. Nhưng mà đa phần thì các vị mặc cái hậu vàng thôi. Còn ở đây cũng là một cái áo hậu đó. Nhưng mà mình làm gọn lại để chúng ta dễ sinh hoạt trong hàng ngày. Còn cái hậu hay là cái y để thành, bây giờ biến nó thành ra cái y lễ sám khi chúng ta khi mà chúng ta lên làm lễ. Chứ đúng ra cái y số 5 là y mà chúng ta mặc để làm việc đó. Có một Phật tử hỏi là đưa lên một cái bài thơ. Đưa lên một cái bài thơ và cái câu hỏi là bài thơ như thế này. Tử sinh đừng hỏi kẻo phí lời, thời tiết nhân duyên vốn tại trời, mây núi nào không bay cạnh núi, sống nào chẳng ở chốn xa khơi. Hoa nở tháng ba luôn vẫn vậy, gà gáy canh năm đánh thức người. Cái đạo cái tâm ai thấu hiểu, mới hay phù du sống ở đời. Thì vị này hỏi rằng, câu hỏi là cái câu hỏi là giống như là mình không
Câu thứ ba là hỏi là lý do nào. Cái câu thứ ba là mây núi nào không bay cạnh núi, sóng nào chẳng ở chốn xa khơi. Thì Pháp Hòa xin thưa là cái bài thơ này là của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tuệ Trung Thượng Sĩ sống vào thế kỷ, vào ngày sinh năm 1230 và ngày tịch năm 1291. Tên thật của Ngài là Trần Quốc Tung. Tên thật của Ngài là Trần Quốc Tung. Và Ngài là anh ruột của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Chúng ta thường gọi là Hưng Đạo Vương. Và Ngài Hưng Đạo Vương, tên thật của Ngài là Trần Quốc Tuấn. Và Tuệ Trung Thượng Sĩ là cái hiệu của Ngài, là pháp danh của Ngài. Còn tên thật của Ngài là Trần Quốc Tung, anh ruột của Trần Hưng Đạo. Và là cũng là anh ruột của Hoàng hậu Thiên Thánh Thiên Cảm, vợ của vua Trần Thánh Tông. Ngài sinh ở Tức Mạc, tức bây giờ là tỉnh Nam Định đó. Ngài là một vị quan, nhưng mà cái tuệ giác của Ngài, cái sự tu tập của Ngài như một vị thiền sư. Cho nên người ta thường gọi Ngài là một vị cư sĩ thiền sư. Chữ thiền sư không nhất thiết phải là những người xuất gia. Những người nào mà chuyên về tu thiền, thấu đáo được lý thiền và có cái nhìn rất có những cái tuệ giác, hay là những cái lời nói nó có đủ khả năng nó tỉnh thức người, chúng ta thường gọi là thiền sư. Thì Ngài Trần Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Quốc Tung là một vị cư sĩ thiền sư. Sau này ông ở ẩn nghiên cứu thiền, tịch năm 61 tuổi. Và ông là người đã giúp đỡ cho các vị vua đời Trần, như là vua Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông. Và các vị này ảnh hưởng cái tư tưởng của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ rất là nhiều. Và Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ để lại khoảng chừng 20 bài thơ thiền. Và đây là một trong những bài thơ đó. Thì Pháp Hòa xin đọc rồi giải thích theo cái lời hỏi ha. Đại ý cái bài thơ này nói á, mình đừng có thắc mắc những cái chuyện trong đời sống này. Cái chuyện sinh tử nó rất bình thường, giống như là cái chuyện gọi là mây thì bay trên núi, sóng thì ở ngoài khơi. Mình thắc mắc thì có trả lời cỡ nào thì nó cũng là vậy thôi. Đại ý cái bài thơ nó vậy đó. Cho nên Ngài mới để là tử sinh đừng hỏi kẻo phí lời. Giờ có ngồi nói tràn gian bây giờ nó, hay là mình nói là cuộc sống này là cái sinh tử của cuộc đời này nè, phải không? Chúng ta nói không cùng không tận, thấy đó liền mất đó. Mà thật sự cuộc đời này á, nó chỉ gọn gãy trong hai chữ thôi: sinh tử. Nhưng mà con người mình không biết, cho nên con người mình bị sao? Chìm đắm luân hồi khổ đau đủ kiểu. Còn hiểu rồi thì thôi, chuyện quá bình thường. Tử sinh đừng hỏi kẻo phí lời. Phí lời là sao? Waste. Mình mất thời giờ để mà luận đàm nhiều chuyện. Thời tiết nhân duyên vốn tại trời, cũng như thời tiết thôi. Phải không? Nhân duyên thời tiết, ví dụ như hiện tại bây giờ là trời ấm thì tuyết nó tan, mà hễ mà tuyết tan trời ấm thì cây cỏ nó xanh tươi. Nhưng mà tới tháng 9, tháng 8, tháng 9 bắt đầu trời nó lạnh thì lá nó vàng và nó phải rụng. Rồi đến tháng 11 thì bắt đầu trời càng lạnh hơn, bắt đầu có những cái hạt mưa, mà mưa nó, nước nó rơi xuống, nó đụng với một, nó tiếp xúc với cái khí lạnh thì nó thành ra gì? Thành ra tuyết. Chứ thật sự nó là mưa, nó cũng là mưa thôi. Nhưng mà tại vì cái nhân duyên
của nó là trời khí trời lạnh, cho nên nó rơi xuống thành những cái loại mưa mà chúng ta gọi là tuyết. Thành thử ra nó biến dạng thì chúng ta kêu nó một cái gọi tên. Nhưng mà khi nó rớt xuống rồi mà mình đem vô trong nhà đủ cái độ ấm thì nó tan ra thành thành nước. Phải không? Cho nên tử sinh đừng hỏi kẻo phí lời, thời tiết nhân duyên vốn tại trời. Chữ trời này không phải là có ông trời nào, mà chữ trời đây là nghĩa là gì? Là tự nhiên, là thiên nhiên. Thí dụ như mình nói thức ăn này là tặng phẩm của đất trời. Chữ trời đây là tượng trưng cho nắng, mưa, những cái gì mà nó ở trên không nó rơi xuống và nó giúp, nó tiếp với lại cái đất để tạo cho những hạt giống nó sanh sôi. Thí dụ như người Việt Nam mình nói chữ trời theo cái quan niệm của là gì? Là thiên nhiên. Chứ không phải là có một ông nào ngồi ở trên làm cái chuyện đó. Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa có mạn phép sửa cái lời một cái bài hát. Đó là cái bài Cánh Thiệp Đầu Xuân. Thấy không? Thì Pháp Hòa mượn cái ý của Thiền Sư Mãn Giác. Xuân vừa đi cánh hoa rừa vừa rơi, xuân về bao nụ hé môi cười. Thấy không? Xuân đi rồi xuân đến, do nhân duyên thời tiết đến. Xuân đi rồi xuân đến, do nhân duyên thời tiết đến. Thì cái người mà hiểu được cái chỗ xuân đó đó, cho nên trong lòng họ không bao giờ mất mùa xuân. Cái quan trọng là cái tâm nhận diện mùa xuân, chứ không phải là thời tiết. Rồi chúng ta gọi thời tiết, chúng ta gọi nó chỉ là cái hiện tượng của nhân duyên. Mà nếu cái người mà họ sống được với cái tâm xuân á, mùa đông cũng là xuân. Chữ xuân ở đây nghĩa là gì? Là niềm vui. Thấy không? Thí dụ như người Việt mình gặp nhau nói trời ơi làm cái gì mà không có mùa xuân vậy. Thấy không? Mà hễ nói tới mùa xuân thì tự nhiên mọi người có một cái sự vui vẻ, hớn hở, gì nó tượng trưng cho cái mùa mà cỏ cây nó bắt đầu nó xanh xôi, nó nảy nở, hoa lá đâm chồi nảy lộc. Chờ cái trong cái lời hát Cánh Thiệp Đầu Xuân á, Pháp Hòa sửa cái mạng phép sửa là mình hát vui trong nhà thôi. Xuân vừa đi cánh hoa vừa rơi, xuân về bao nụ hé môi cười. Xuân đi rồi xuân đến, do nhân duyên thời tiết đến. Thành nữ ra cái người mà hiểu được cái chỗ đó thì người ta không có phải tranh cãi gì hết. Mọi việc nó là như thị như thị. Ví dụ như mình lấy nếp trộn với men, rồi pha chén nước muối vò, để vô cái hũ đủ cái chỗ ẩm, rồi nhiêu đó thôi nha, không thêm nước, không thêm đường. Vậy mà 3 ngày sau tự nhiên ở trong cái cục nếp mà chúng ta vò đó đó, nó lại ra nước và có chất ngọt. Vậy thì cái gì nói được chỗ đó? Nó đủ nhân, đủ duyên. Nhân là men, là nếp, là độ ẩm, nó, các mọi cái đó nó là nhân, rồi nó duyên lại với nhau. Nếu mà mình đủ nếp, đủ muối mà không có độ ẩm, độ ẩm không đủ thì nó cũng không thể ra cung rượu được. Và xin lỗi đại chúng là nếu như người nào mà bữa đó người không bất tỉnh tới vò cung rượu cũng hư nữa đó. Cái duyên mà. Thành thử ra mỗi một cái nó là cái nhân, nhưng mà nó thiếu duyên. Thí dụ như giờ rồi có loại men á, thì nó ngọt, cho nên cung rượu nước nó nhiều, nước nó nhiều mà nó đậm đà cái vị. Có những loại men nó lạc, phải không? Rồi thí dụ như người ta biết được cái bản chất của mỗi viên men mà người ta gia giảm. Ví dụ 1 lít, thường thì 1 lít nếp bao nhiêu viên men, nếu viên men này nó mạnh, còn nếu men này nó yếu thì phải thêm tăng lên, thêm duyên, thêm nhân để đủ duyên nó là một chén cơm rượu ngon. Thì cái đó do đủ tất cả các yếu tố rồi nó duyên với nhau. Thì ở đây Ngài cũng nói tử sinh đừng hỏi kẻo phí lời, thời tiết nhân duyên vốn tại trời. Cái chữ trời đây là thiên nhiên. Thời tiết nó là như vậy thì nó là như vậy. Thí dụ ở Việt Nam không có mùa thu,
Muốn có được mùa đông là phải đi lên những cái vùng lạnh kìa, chứ phần lớn nước Việt Nam ấm, dù là mùa đông cũng không đến nổi. Còn ở Edmonton, còn có Canada của mình á, là duy nhất chỉ có cái tỉnh British Columbia, tức là tỉnh BC, là ấm áp thôi. Còn ngoài ra tất cả các tỉnh khác đều có tuyết và lạnh hết. Rồi bây giờ mùa này nè, ai ở du lịch qua nó chờ tiếc quá ha, tôi muốn coi lá vàng mùa thu Canada. Phí lời, phí công, phí sức. Đi qua đây mùa hè mà đòi coi tuyết, đòi có mùa thu, không được, phải không? Thì cũng như vậy, thời tiết nhân duyên vốn tại trời. Ví như ngày bắt đầu ngày đưa ví dụ nè, mây núi nào không bay cạnh núi? Nếu đã là mây núi thì dĩ nhiên nó phải bay cạnh núi, phải không? Mây núi nào không bay cạnh núi, sóng nào chẳng ở chốn xa khơi. Những đợt sóng nó phải ở trên biển cả, chứ làm sao mà sóng ở trong ao, trong hồ được. Sóng nào sóng chẳng ở xa khơi. Mình nghe cái chữ khơi là mình thấy nó mênh mông rồi. Mà bây giờ ví dụ như bây giờ mình ra ngoài biển đi, mà nếu mà không có duyên á, duyên là gì? Nếu không có những đợt gió cũng không tạo ra những cơn sóng. Rồi khi mà nó trồi lên như vậy nè, chúng ta gọi là sóng, nhưng mà thật ra bản chất nó vẫn là nước, chẳng qua chúng ta đặt nó một cái tên khác thôi. À, rồi nó nổi lột bột, chúng ta gọi là bọt. Nhưng mà là bọt, là sóng, thì nó vẫn là nước. Thành thử ra cái tướng nó có thể đổi, cái tên nó có thể đổi, nhưng mà cái thể của nó là nước thì không đổi. Rồi bây giờ mình múc cái nước đó, mình để vô tủ đông, gọi là nước, nhưng mà thêm chữ nữa, nước đá. Rồi mà đem vô mà để nó ra ngoài kêu nước nguội, nấu nó sôi lên gọi là nước sôi. Thể nó vẫn là nước, nhưng mà tướng nó đổi thì tên nó đổi, danh nó đổi. Cho nên mây núi nào không bay cạnh núi, sóng nào chẳng ở chốn xa khơi. Thắc mắc chi chuyện đó. Rồi vậy ngày đưa ví dụ tiếp. Hoa nở tháng 3 luôn vẫn vậy. Hoa là tháng 3 là tháng ấm, hoa sẽ nở. Lúc nào nó cũng là vậy. Cũng giống như con người mình á. Lúc mình là một cái nhân rất nhỏ trong cha trong mẹ, rồi thì đủ duyên cái mình tích tụ thành một cái trứng con nhỏ, rồi từ đó lớn. Thấy không? Tháng thứ nhất là dường như sữa đặc, tháng thứ hai là như cục huyết ngưng, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, 4 tháng mới tượng ra hình, 5 tháng ngũ thể là đầu gối, 2 cùi chỏ mới đủ là ngũ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu mà lục căn đầy đủ, 7 tháng thì đủ bộ cốt xương, lại thêm đủ lỗ chân lông, cộng chung đến số 84,000. Tháng thứ 9 là hoàn toàn tạng phủ. Tháng thứ 8 thì hoàn toàn tạng phủ, tức là đủ hết rồi đó, lục phủ ngũ tạng đủ rồi đó. 9 tháng thì đầy đủ vóc hình. Cho nên soi mà muốn biết trai gái phải đợi vài tháng sau. 3 tháng nó mới tượng ra hình, 4 tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng, chừng đó mới có thể chụp hình và nói trai nói gái, chứ còn nhỏ quá chưa được. Rồi khi mà chúng ta lớn lên trong bụng, rồi chúng ta có một cái ngày gọi là ngày sinh, rồi mỗi ngày mỗi lớn, chứ không có ai mà mỗi ngày mỗi trẻ hết. Cho nên ta gặp mình ta nói trời ơi, lúc này anh làm sao mà càng ngày càng trẻ. Cái đó người ta nói cho mình vui đó, thấy không? Chứ thật thể mà thật đúng thật mà nói thì mình không thể nào mỗi ngày mỗi trẻ được hết. Có điều là nhìn mình sao tươi sáng do cái nội tâm của mình. Có những người còn rất trẻ nhưng mà nhìn rất là già dặn khổ đau, là gì? Trong lòng, ở bên trong nó đã
đầy những cái khổ đau, cho nên nó hiện ra, nó thiêu đốt từ bên trong lẫn bên ngoài. Hoa nở tháng 3 hoa nở tháng 3 luôn vẫn vậy, như là cái gì? Gà gáy canh năm đánh thức người. Canh năm là sáng rồi đó, thì con gà nó phải gáy. Mình có nuôi gà thì con gà nó phải gáy sáng đó rồi. Cái đạo, cái tâm ai thấu hiểu. Bây giờ cái quan trọng nè là cái đạo và cái tâm. Đạo á, thì chúng ta đã có sẵn rồi nè. Đạo làm cha, làm mẹ, đạo làm chồng, làm vợ, đạo làm con, đạo làm thầy, đủ các đạo chúng ta đang có. Mỗi người chúng ta đang có đầy đủ cái chất đạo ở trong chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu cái tâm thì chúng ta không thể hiện đúng cái bổn phận của mình. Nói cách khác, bổn phận, đạo là bổn phận. Nếu chúng ta có tâm thì chúng ta thể hiện cái bổn phận nó đúng mức. Ví dụ như mình là đạo làm con thì mình thể hiện cái đạo làm con đúng mức. Mình là đạo làm chồng, mình thể hiện cái đạo làm chồng đúng mức. Hay thậm chí chúng ta làm việc gì, bất cứ việc gì chúng ta làm, lấy cái tâm vô đó thì việc nó sẽ khác. Cái đạo, cái tâm ai thấu hiểu? Chỉ có mình thôi à. Chỉ có tự mình mới hiểu được cái tâm mình và cái con đường mà chúng ta đang có, mới biết phù du sống ở đời. Người nào có được cái đó đó thì người đó mới gọi là người. Mình mới cái chữ là mới biết, là mới hay, mới nhận rõ được một người sống trong cái kiếp phù du này. Bài thơ rất thiền. Thiền là vậy đó. Thiền là chúng ta có thể nhận được những cái gì nó rất bình thường. Cho nên ngày Đức cái chuyện mà Đức Phật giơ cành hoa, ngài Ca Diếp mỉm cười với Đức Phật. Chúng ta luận bàn, ô chuyện đó là chuyện bịa đặt. Thí dụ vậy, đừng bận cái đó. Đừng có bận cái chuyện bịa đặt hay không, tại mình không có mặt ở lúc đó. Thì mình, và đồng thời mình có thể nghiên cứu sử sách, mình nó không nghe trong kinh nhắc, thôi mấy chuyện đó tùy mình. Nhưng chúng ta ở đây, chúng ta hãy lấy cái đạo, cái tâm mà nhận ra cái công việc đó. Đức Phật giơ cành hoa, vì sao? Ngài thấy hoa bình, ngài hoa đẹp thì ngài mỉm cười. Ngài Ca Diếp cũng thế, thấy hoa đẹp Phật cười, ngài cười, thế thôi. Chứ có gì đâu mà phải thắc mắc, what's happening, chuyện gì vậy, phải không? Thí dụ như mình đói thì ăn, mệt thì đi ngủ. Cho nên ngài Trần Thái Tông, ngài cũng có bài thơ vậy đó. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đó, thành ra chúng ta khi mà chúng ta hiểu được rồi, chúng ta thấy các vị thiền sư nói giống nhau hết. Rồi gặp ngài Lục Tổ Huệ Năng, nói bạch ngài, xin ngài chỉ cho con cách tu đạo. Nói tâm bình thường là đạo. Cái tâm anh cứ bình thường là anh đã sống với cái đạo đó rồi. Anh sống không đúng, bất thường, cái tự nhiên cái đạo anh nó mất thường. Rồi lên một vị khác lên hỏi, con xin phép thầy cho con lui, tại con ở với thầy 3 năm trời, thầy không dạy cho con cái gì hết. Ông thầy hỏi, trước khi ông đi tu ông làm nghề gì? Dạ con làm nghề bán bánh bao trước cửa chùa. Mỗi ngày ông có cho ta bánh bao ăn không? Dạ có, con đem vô cúng dường ngàn cái trước khi con mở, con khai trương, con bán, mở cửa tiệm bán. Ta có nhận không? Dạ lần nào con cúng ngài cũng lấy hết. Lấy ta làm gì? Dạ ngày ăn. Vậy ông cần gì phải hỏi đạo nữa? Đạo là cái chuyện đó đó. Ông cúng thì ta nhận, nhận rồi ta ăn. Thậm chí người đệ tử vô nói, tại sao con ở đây bao nhiêu năm trời mà thầy không có dạy con tu? Nói, ê, lạ ha. Ông đem cơm lên ta ăn không? Dạ có ăn. Ta ăn xong rồi ông làm gì? Nó dạy dọn chén.
Ông nói vậy ngươi hỏi gì nữa giờ? Chuyện cuộc sống bình thường vậy đó. Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Cái quan trọng là trong nhà sẵn báo. Sẵn báo đó là gì? Là cái tâm tu, cái tâm, cái đạo đó đó. Sẵn báo là cái đó là cái của báo của mình đó. Đối cảnh vô tâm. Đó, bao nhiêu cảnh mỗi ngày mình gặp nè, vui có, buồn có, ghét có, thương có, đủ thứ các cảnh hết. Đừng dính cảnh nào hết. Cảnh buồn cũng là vô thường, cảnh vui cũng vô thường. Thí dụ hôm nay mình gặp người đó cười vui, biết vậy đi. Rồi ngày mai đổi chứng, biết vậy đi. Bữa nay biết hôm nay nó vui không? Hôm nay vui. Ngày mai nó không bình thường nè, hôm nay nó không bình thường. Nhận cái hiện tại. Ủa sao kỳ vậy? Hôm qua nó vui vẻ cho tôi, bữa nay nó lại... Chờ, là cái đó là mình đem cái hôm qua mình soi chứ cái hôm nay. Sao được? Vô thường mà. Tất cả các cảnh đều là vô thường. Cho nên cái đạo, cái tâm ai thấu hiểu mới hay phù, mới biết. Cái chữ là mới biết. Mình mới rõ được cái lẽ sống. Bài thơ rất thiền. Mà quý vị đọc quý vị thấy thiền, thiền là vậy thôi. Tử sinh đừng hỏi kẻo phí lời, thời tiết nhân duyên vốn tại trời. Mây núi không bay, mây núi nào không bay cạnh núi, sông nào chẳng ở chốn xa khơi. Mây nào mà không mây lang thang trên đỉnh núi, sông nào mà chẳng ở ngoài khơi. Thấy không? Hoa nở tháng ba luôn vẫn vậy, như là gà gáy năm canh đánh thức người. Cái đạo, cái tâm ai thấu hiểu, mới hay phù, mới biết phù du sống ở đời. Người nào mà biết được cái sống đó là sống ở đời, dù cuộc sống này nó là cuộc sống của phù du. Nhưng mà mỗi người, người ta khi nào mình mà qua được cơn mê là mình vui à. Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bền bồng, ta lại về bên nhau. Ngày đó mưa không còn, con đường thật hiện lành, ta mặc tình rong chơi. Cho nên chỉ cần qua cơn mê, mình sống mình mê, mà hãy qua cơn mê là mình tỉnh. Mà cái người mê là không bao giờ chấp nê của quá khứ, của hiện tại, của vị lai. Cho nên ví dụ hôm nay ăn, sao bữa nay mặn quá, bữa nay đừng, hôm qua ngon. Đấy, cái hôm qua nó qua rồi mà cứ lôi cái hôm qua lại để chê cái hiện tại. Cho nên mình khổ cái chỗ đó thôi. Cho nên ngày Hoàng Nhất ăn cơm với một ông đại tướng, trời ơi, ổng ăn cái củ cải nó mặn muốn chết. Xong rồi khi ổng thấy ngài cũng ăn, rồi ổng lát cái ngài uống nước lạnh, cái ngài nói, ổng mới nói sao ngài ăn gì ngộ quá vậy, nước thì không chịu uống nước trà cho nó thơm, ăn thì không ăn củ cải ngâm cho nó vừa, ăn chi nó mặn. Ngài Hoàng Nhất mới nói mặn có cái ngon của mặn, lạc có cái ngon của lạc. Mã Tổ mùa buổi trưa nắng đi ra phơi cải làm dưa, các đệ tử nói bạch ngài, trời nắng quá ngài phơi cải làm chi, thờ thỉnh ngài vô nghỉ. Ngài xoay qua ngài nói, đã nói phơi cải mà không phơi lúc nắng, không lẽ phơi lúc mưa? Mấy ông nín hết trời. Phải không? Cái chuyện mà nhiều khi cuộc sống của mình nói những cái câu nói nó rất là vô lý, mà chúng ta cứ phải nói. Muốn phơi cải mà không phơi lúc nắng, không lẽ lúc mưa đem ra phơi? Cho nên cái cuộc sống của chúng ta, nếu mà nói về đạo Phật là như vậy đó. Mỗi người chúng ta mỗi ngày đều có những cái để chúng ta tiếp xúc, để chúng ta gặp gỡ, để chúng ta phải đối diện và giải quyết. Cho nên có một vị mới hỏi, thưa ngài, thế nào là tổ? Ai mới được gọi là tổ? Thì cái vị đó mới trả lời, người tổ là gì? Chuyện quá khứ không nhớ, chuyện tương lai không trông, hiện tại chẳng dính mắc. Tại vì vừa tích tắc là nó đã thành quá khứ, vừa tích tắc là thành quá khứ, có cái gì nắm được đâu. Cho nên các vị tổ là gì? Hơn mình được bực. Còn mình là gì nó xảy ra là dính đó.
Vậy quý vị hiểu được bài thơ này rồi ha. Mây núi nào không bay cạnh núi, sóng nào chẳng ở chốn xa khơi. Câu hỏi kế, vị hương vân cái Bồ Tát có giống Phật Bà Quan Âm không ạ? Trước hết Pháp Hòa xin nhắc những người Phật tử hay là những người theo gọi theo nhân gian thì ta gọi là Phật Bà. Còn hễ là Phật á thì là Phật Bồ Tát là Bồ Tát, chứ không có Phật Quan Âm Bồ Tát. Thứ nhất là mình không gọi Phật Quan Âm, Quan Âm là Bồ Tát. Thứ hai là chúng ta không gọi là Phật Bà. Phật là cái bản tính giác ngộ chứ không phải cái tướng nam nữ. Nên nếu mà mình là Phật tử thuần thành mình gọi vậy, cho ta biết là mình chưa thuần. Cái này nhỏ thôi, chỉ sẵn dịp và nhắc luôn để đại chúng chúng ta không gọi lầm. Chúng ta không gọi là Phật Bà Quan Âm, Quan Âm Bồ Tát, hay là Đức Quán Thế Âm, hay là Bồ Tát Quan Âm, nhưng mà không có chữ Phật Bà. Thứ hai, bây giờ nói hương vân cái. Chữ cái này á, nó có nghĩa là cái lọng che trên đỉnh đầu. Thí dụ như là bảo cái. Bảo cái tức là cái lọng báo che trên đầu. Thường thường mình đi đến mấy cái chùa xưa đó, mình hay thấy người ta làm cái lọng bằng vải, nó có nhúng nhúng xếp con treo đó. Đó là hình thức của bảo cái đó. Thì khi mà chúng ta dâng hương cúng dường á, chúng ta cũng mong rằng những cái khói hương này bay lên và kết thành một cái lọng che quý báu để mà che Phật, cúng dường Phật. Cho nên gọi là hương. Hương này là khói, vân này là mây. Cái khói mây này, cái khói này nó bay lên những đám, như những đám mây, rồi kết thành một cái bảo cái, nó che cho Phật. Và ở trong đạo Phật á, có thể chúng ta sẽ không có một vị Bồ Tát nào tên là Hương Vân Cái, nhưng mà nếu là có Bồ Tát nào tên là Hương Vân Cái thì cái nghĩa nó là vậy. Cho nên không, cái vị này không có liên quan với Đức Quan Âm. Còn nếu chúng ta nhận, chúng ta nhận ra tất cả những cái gì nó có công năng màu nhiệm, nó đều được nhận là Bồ Tát hết. Pháp Hòa ví dụ như là đang khát nước quá, có một ly nước uống, thì cái ly nước này là Bồ Tát. Thấy không? Thì mình có thể là Nam Mô trừ khát nước, Nam Mô trừ nhiệt não, thí dụ vậy. Cho nên cái gì nó có công năng, nó chuyển hóa mình, nó đều là Bồ Tát hết. Cho nên những người xung quanh mình đó, người ta tới đúng lúc, người ta giúp cho mình hoàn thành một cái gì đó, mình nói trời, anh đúng là Bồ Tát đó. Vậy thì Bồ Tát nghĩa là gì? Khi nào chúng ta có những cái nhu cầu gì trong cuộc sống mà người đó xuất hiện giúp đỡ cho mình đúng lúc, đúng việc, thì chúng ta nhận diện những cái đó là Bồ Tát hết. Cho nên chữ hương vân cái này, nó và nó cũng như câu thanh lương địa Bồ Tát, mỹ hương trai Bồ Tát. Tại sao cái lúc mình cúng cơm mình đọc là mỹ hương trai? Chữ mỹ là đẹp, chữ hương là thơm. Những món ăn này mình dâng lên vừa đẹp vừa thơm. Những món trai này nè, chúng ta dâng lên vừa đẹp vừa thơm, và nó có công năng làm cho mọi người vui vẻ, trừ đói khát. Nó là mỹ hương trai Bồ Tát. Cái nước mà chúng ta rót ra cúng đây, tuy rằng đó là nước trà, nước lọc gì đó, nhưng với cái tâm lực mình gia trì vào đó, nó thành ra cam lộ. Chữ cam là ngọt, chữ lộ là xương, như những giọt xương ngọt. Mà những giọt xương ngọt này nó hơn tất cả những cái ngọt khác. Cái ngọt này không có những cái từ của thế gian có thể sánh, cho nên nó là vương. Chữ vương là gì? Là vua. Vua của các vị ngọt. Đó là vị của cam lộ, gọi là cam lộ vương Bồ Tát.
chúng ta đọc là cam lộ, mỹ hương trai. Rồi bây giờ cái tâm của mình muốn cúng dường, muốn cúng cùng khắp hết, không phân biệt. Nam mô Phổ cúng dường. Chữ Phổ là rộng. Vậy thì chúng ta có hằng hà sa số danh hiệu Bồ Tát Phật. Và những cái gì nó có công năng, nó làm thành ra cái sự việc đó, nó đều là Bồ Tát hết. Ví dụ như giờ quý vị trở thành ra Bồ Tát thường quay phim. Pháp Hòa vừa rồi mới lại nói với thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng, thầy Huệ Tạng, sau cái mùa dịch này là tụi con trở thành là filmmaker. Mấy đứa bây giờ bắt đầu, thật ra cũng biết nhưng mà không có cái cơ hội, không? Và nhân cái cơ hội này phải làm livestream, phải làm những cái chương trình, cho nên bắt đầu mấy thầy có nhiều kinh nghiệm ra. Rồi mấy anh em làm việc với nhau. Có anh em đó vừa rồi nó đi lên chùa, có bà nội mất, lên chùa nó thấy mấy thầy xài cái cây quay phim gì đâu mà nó yếu ớt muốn chết, nó về nó xách cái cây của nó lên nó cho. Đó. Rồi không biết ai cho Pháp Hòa cái giỏ đựng camera, mấy cái đồ dụng cụ làm phim á, để bên Tây Thiên á. Tự nhiên bữa đi qua dọn nhà lụng ra, ủa có cái giỏ này, mở ra cái giỏ đó là để đựng ba cái dụng cụ. Nó không phải là giỏ mắc tiền nhưng mà nó rất là tiện lợi. Xách qua đường với thầy, xài được không con? Dạ, được. Thấy không? Tất cả những cái lúc mà chúng ta có nhu cầu mà nó có mặt thì nó là Bồ Tát hết. Cho nên khi mình tụng kinh, tụng xong cái hương linh lắng nghe những cái lời khai thị này, thấu rõ đời là vô thường, là khổ không, là vô ngã, nhất tâm buông xả vạn duyên, cầu sanh tịnh độ. Lúc đó là tâm mình thoải mái, rỗng rang rồi, mình hiểu biết rồi. Nam mô Linh Tự Tại Bồ Tát. Không có ràng buộc nữa. Rồi lúc mà mình mời nhất sơ thỉnh. Sơ thỉnh là thỉnh lần đầu. Không ai kêu nhất thỉnh, sơ thỉnh. Nhưng mà sơ thỉnh xong rồi, nhị thỉnh cũng được, không sao. Nhưng mà nó không hay. Tái thỉnh. Tam thỉnh. Ba lần triệu thỉnh, mấy lượt hương xong, vong giả cảm thông, án tiền an tọa. Nam mô Linh An Tọa Bồ Tát. Ba lần mời thỉnh, mấy lượt hương xong. Hương xong là hương đốt lên rồi. Vong giả cảm thông, nghĩa là vong bây giờ đã nghe tôi mời rồi, đến đây ngồi. Thế nên tất cả những cái việc đó nó đều biểu hiện như những bậc Bồ Tát. Hương linh lắng nghe kinh, Nam mô Thính Kinh Văn, Thỉnh Kinh Văn. Cho nên trong suốt cái thời kinh chúng ta cứ niệm Bồ Tát này Bồ Tát kia. Có thể là những vị đó là một biểu tượng. Cho nên có nhiều vị không biết tạc cái tượng Thanh Tịnh Đại Hải Chúng. Làm gì có ông Bồ Tát nào tên Thanh Tịnh Đại Hải Chúng. Vì mình niệm nhiều Bồ Tát quá rồi, cuối cùng giờ là gom chung lại đi. Nam mô các vị Bồ Tát nhiều như biển, đều là những bậc Bồ Tát thanh tịnh. Cái câu cuối cùng niệm Thanh Tịnh Đại Hải Chúng nó nghĩa vậy đó. Các vị Bồ Tát quy tụ về đông như biển cả, và tất cả các vị đều là những Bồ Tát thanh tịnh. Đó là cái nghĩa của chữ Hương Vân Cai. Con muốn hỏi là khi cầu siêu mình nên tụng kinh gì? Hết giờ chưa con? Thấy con lắc lắc thì sợ sợ. Thật ra thưa đại chúng á, bất cứ kinh gì mình tụng, bất cứ kinh gì mình tụng mà mình có cái tâm hiểu ở trong đó, hay là cái sự gia trì trong đó, thì kinh đó đều giúp cho mình siêu hết. Vì sao? Vì bản chất của mỗi bản kinh là giúp cho chúng ta giải khổ, mà hễ khổ là siêu, hết khổ là siêu. Thí dụ tụng Phổ Môn mà chúng ta hết khổ cũng siêu. Nhưng mà tại sao các vị lại nói ở kinh Di Đà để cầu siêu?
Thật sự khi Đức Phật thuyết Kinh Di Đà hay là khi mà Kinh Di Đà được hình thành thì cũng không hề có vấn đề là đặt cái kinh này để dành cầu siêu. Nhưng vì cái bản kinh đó nói về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà để chúng ta phát nguyện vãng sanh về đó. Cho nên và hơn nữa nó không quá dài. Cho nên chúng ta lấy cái bản kinh đó đặt thành là một bản kinh để đi hộ niệm, giúp cầu siêu để độ cho các vong linh nghe cái lời khai thị cảnh giới an vui đó mà cầu sanh về đó. Chứ không nhất thiết Kinh Di Đà mới là kinh cầu siêu, hay là Phẩm Phổ Môn Quan Âm mới là kinh cầu an. Vì Phẩm Phổ Môn Quan Âm nó thuần túy là một phẩm kinh nói về Đức Quan Âm, mà cái nghĩa lý nó siêu cao màu lắm, chứ không phải đơn thuần là chỉ để tụng cầu an. Nhưng ở một cái nghĩa tương đối phương tiện, người ta đọc vô người ta thấy Đức Quan Âm cứu khổ không à. Người nào đi tàu, đi ghe trên biển vân vân, ở chỗ lửa gặp nạn niệm Quan Âm thì liền được cái chỗ, cái sự cứu độ đó. Ở cái nghĩa tương đối, ở cái nghĩa gọi là phương tiện thì nó rõ ràng cho người đọc. Còn cái người mà người ta nghiên cứu thâm sâu, hiểu được cái nghĩa màu của cái Phẩm Phổ Môn thì nó không phải là những cái chuyện đó. Cho nên thưa đại chúng, bất cứ kinh gì nếu chúng ta tụng mà chúng ta để cái tâm của chúng ta rộng ra. Bởi vì cho nên á, tại sao phước mà chúng ta hồi hướng được mà tội chúng ta hồi hướng không được? Bởi vì khi mình có cái điều lành á, cái điều lành mình làm, mình suy nghĩ mình muốn trải ra cho người khác là cái gì nó rộng, cái tâm mình nó rộng. Cho nên phước là cái gì mà nó trang rãi ra. Còn cái tội là cái mà người ta sợ hãi. Mà cái sợ hãi là cái từ biểu tượng của sự co rút. Cho nên làm sao hồi hướng tội. Pháp Hòa ví dụ như cái ly nước này nè, ngon lắm. Pháp Hòa nói lát nữa đem xuống chia cho mấy huynh đệ mượn miếng nha. Tại cái tâm mình nó có ly à. Nhưng mà cái tâm mình nó duyên vô trong này, nó rộng đi. Cho nên ở dưới hồi hướng được hết. Nhưng mà thí dụ như cái ly nước này là cái đồ ăn cắp, Pháp Hòa mới nói cái này tôi mới ăn cắp về nè, đem xuống dưới người ta nghe, thôi thôi ông uống ông làm gì làm nghe, tôi uống tôi sợ lát mắt không, tôi đụng vô họ có chuyện. Tại vì nó là cái co rút. Mình đem cái ví dụ vậy, cái gì co rút thì cái đó không thể cho, phải không? Cái gì nó rộng. Cho nên khi mình nói mình muốn cho ai cái điều gì đó, cái tâm mình nó mở ra rồi. Cái tâm mình nó mở ra cho nên người ta hưởng được. Ví dụ như hương mình thắp lên á là nó thoảng. Nhưng mà cái tro nó đâu có thể rớt tùm lum được, rớt một chỗ đó thôi. Thì cái hương nó là cái có khả năng tỏa ra. Còn tro là cái nó chỉ rơi xuống. Phước là cái gì nó trùm ra. Cho nên một người mà làm phước là ngàn người hưởng. Chúng ta làm một cái việc gì lành, ngàn người hưởng cái đó. Thì quý vị tụng kinh, thí dụ bây giờ mình không biết gì hết. Giống ơi mới đây, có một cô cũng mới gọi, cô nói thầy ơi mẹ con mất, con buồn quá mà con không biết tụng gì hết trơn á. Hỏi cô biết niệm Nam Mô Di Đà Phật không? Dạ biết. Cô niệm đi. Một ngày, hằng ngày cô sáng trưa chiều tối cô định khóa cô niệm đi. Công đức niệm Phật đó mẹ vẫn hưởng được. Tại vì cái tâm mình tỉnh, mình hồi hướng được. Tụng quá trời quá đất mà tâm sân si phiền não thì người ta cũng chẳng hưởng được gì hết. Cho nên khi mình tụng, cái quan trọng là mình khi mình tụng cầu siêu đó, không phải là mình tụng dài tụng gì đó, tụng phải nhiếp tâm. Khi mình tụng là cái tâm mình nghĩ đến cái hương linh đó, mình muốn giao cảm cho họ. Cho nên những cái lời mình nói, mình cái tâm của mình nghĩ đến họ, mình muốn khai thị cho họ nghe những cái lời của Phật. Nhưng mà mình đọc mình phải hiểu mình đọc cái gì thì mình mới truyền được cho người ta. Ví dụ như mình đọc cái bài Khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, mê nhân bất tỉnh bán phân hào, kim sanh bất bả di đà niệm, uổng tải nhân tao tảo nhất tao. Mình tụng mà cái tâm mình đâu có hiểu gì đâu truyền cho người ta. Nhưng nếu mình tụng cái mình hiểu,
biển trần lai láng, sóng nghiệp lao xao. Người ơi mê chi giấc chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu. Sống đã niệm Di Đà Phật hiệu, chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Thật ra cái câu nguyên thủy của nó là sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Nói vậy người ta nghe giống như trách. Đổi lại, sống đã niệm Di Đà Phật hiệu thì chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Cái tâm mình có thì mình đủ chữ để đổi. Cái bài kệ của Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu hoa rụng rời. Xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành. Chúng ta tụng mà chúng ta hiểu thì cái hiểu đó nó mới tác động tâm mình và tâm người. Thí dụ như nãy mình đọc bài thơ mình không hiểu, nhưng mà nếu mình hiểu thì nó khác. Cho nên mình tụng cái gì mà mình hiểu là lập tức nó sẽ có cái nguồn cảm. Mà cái nguồn cảm rồi đó thì nó sẽ truyền cho người. Cho cái bài tụng cúng hương đó, lư hương vừa bén chiên đàn. Đọc coi thấy hay lắm lận. Nó dịch từ một cái bài nguyên thủy chữ Hán thôi. Lư hương xạ nhiệt, lư hương xạ nhiệt, pháp giới mông huân. Và chúng ta có mấy bản dịch cho cái bài đó. Hòa thượng Vạn Đức Ngài dịch: lò hương vừa nhen nhúm, pháp giới đã được xong. lư hương xạ nhiệt, pháp giới mông huân. Ngài dịch là lò hương vừa nhen nhúm, pháp giới đã được xong. Chư Phật trong hải hội đều xa hay, theo chỗ kết mây lạnh. Và có một bản dịch khác theo cái văn của Việt Nam: lư hương kim lư vừa bén chiên đàn. Lư vàng, chữ kim lư là lư vàng, vừa bén cái lửa nó vừa bén vô cái gỗ chiên đàn để làm nhang đó. Kim lư vừa bén chiên đàn thì khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương. Mười phương này có đạo tràng thì cái khói này xông lên cúng dường hết. Hiện thành mây báo kiết tường đó, hương vân cái đó. Hiện thành mây báo kiết tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành. Hay là chí thiền, khắp sông toàn cõi hiện tiền, ngưỡng mong chư Phật phước liền ban cho. Cho là nhiều bản dịch lắm. Mà chúng ta tụng mà chúng ta hiểu tự nhiên nó truyền à. Ví dụ mình cũng bắt chước người ta: loạn tánh loạn lầu, niệm nỉ thấu thấu như sậu quyền bắt ngâu. Mình cũng khác vậy, mình đâu hiểu gì đâu. Nhưng mà nếu mà mình nghe lại cái câu đó thì cái lời bằng cái ngôn ngữ của mình thì nó khác. Cho mình tụng kinh là vậy đó. Nhưng có những trường hợp như là chúng ta tụng mật chú thì không tụng nghĩa. Vì sao? Ở cái bài thần chú nó cần sự nhiếp tâm. Chỗ này không nói là nghĩa nữa nha. Ở cái chỗ này chúng ta nói sự nhiếp tâm. Cho nên những câu mật ngữ đó tụng nguyên âm để chúng ta nhiếp tâm. Câu hỏi là chắc câu này câu cuối ha. Xin Thầy cho con hỏi về thiện nữ, thiện chú là chú có ý nghĩa gì và công năng như thế nào, và vị Bồ Tát nào nói chú này? Thật ra cái bài chú này nó có tên là Thiện Nữ Thiên Chú. Thiện nữ tức là thiện nữ thiên, tức là một vị nữ thiên nữ tên là Thiện. Thiện nữ thiên. Có chỗ người ta đọc lầm là Thiện Thiên Nữ, nhưng mà cái tên chính của nó là Thiện Nữ Thiên. Và đây là một vị thiên nữ đã phát ra một cái lời nguyện
là ai mà trì cái bài chú này thì con luôn hộ trì cho họ thành tựu những cái ước mơ hay là những cái ước nguyện, mà với điều kiện những ước nguyện chính đáng, thì vị này sẽ làm cho họ viên mãn. Cái bài chú này được trích trong một quyển kinh tên là Kim Quang Minh, chúng ta có tụng hôm rồi đó. Theo truyền thống là Trung Hoa đó, đây là truyền thống Trung Quốc thôi, thì cái kinh Kim Quang Minh thường tụng vào những lúc mà quốc gia có những cái loạn lạc, tụng để cầu các vị thiên nữ đó hộ quốc, hay là tất cả hộ pháp, mà ở trong cái kinh đó có nhắc tới hộ quốc, cho nên thường ta kêu là hộ quốc kinh, kinh để bảo hộ đất nước. Vì vậy mà có một số các chùa người Hoa để quyển kinh này ngay chánh điện để thờ, với cái ý nghĩa là để độ trì cho cái quốc gia của họ. Thì chú nào cũng có thể dịch được. Thí dụ như cái bài chú đó bắt đầu sao: Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Đạt Mạ, Nam Mô Tăng Già. Dịch nghĩa là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, phải không? Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Đạt Mạ, Nam Mô Tăng Già. Nam Mô Thất Rị Ma Ha Đệ Tỷ Giả, Đắc Nể Giả Tha Ba Rị Phú Lầu Na, Giá Lị Tâm Màng Đà Đạt Xá Ni Ma Ha Tỳ Ha Ra Già Đế. Thì được dịch nghĩa là quy y các đấng cát tường đại thiên. Chú nói như vậy, hỡi đấng quyền năng, hay ban bố sự viên mãn, vân vân. Nhưng mà chúng ta hiểu đi, chúng ta có thể tìm hiểu cái nghĩa đó. Quý vị nào muốn biết cái 10 cái bài chú nghĩa đó, quý vị nghe cái bài Pháp Hòa nói chuyện, gọi là Đại Bi Thập Chú. Nhưng mà chúng ta khi đi vào sự hành trì, chúng ta phải tụng nguyên âm, vì đây là mật giáo. Mà nếu chúng ta đứng ở trên phương diện mật giáo mà trì thì chúng ta không có nên tụng cái nghĩa, mà không phải là không nên, nhưng mà vì nó là mật giáo cho nên chúng ta tụng theo cái nguyên tắc của nó là tụng nguyên văn để giúp cho mình có cái sự nhiếp tâm, vì chúng ta đang hành trì cái gọi là mật giáo. Nhưng khi chúng ta tụng kinh thì kinh không phải mật giáo, mà kinh là cái gì giáo? Hiển giáo. Kinh là hiển giáo, mà hiển giáo nghĩa là gì? Là những giáo nghĩa, những giáo lý nó hiển bày ý nghĩa rõ ràng. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như bây giờ mình đi tới cái thiền viện, nghe chữ thiền viện là chuyên tu cái gì? Tu thiền. Anh chấp nhận vô thiền viện thì anh phải biết rằng anh vô đây là anh ngồi thiền nhiều hơn niệm Phật. Anh muốn tụng Di Đà, muốn tụng Địa Tạng mà anh vô thiền viện là không đúng. Anh muốn tụng Di Đà vô thiền anh đi tới những cái chùa người ta tu tịnh độ. Nhưng mà ngược lại, anh không muốn ngồi thiền, anh thích ngồi thiền hay là anh thích niệm Phật mà anh đi qua chùa Tây Tạng thì không được, tại vì Tây Tạng là chuyên về mật tông, mật giáo. Thì cũng như thế, nếu chúng ta đang hành trì pháp nào thì chúng ta phải theo cái nguyên tắc của cái đó. Ví dụ như mình nói mình tới chùa Việt Nam, tới chùa của người Việt thì Phật tử tại gia phải mặc áo tràng lam hết, vì đó là cái truyền thống của người Việt Nam. Anh đừng có mặc cái áo nâu của Tịnh Độ Tông của Đài Loan, của người Hoa. Anh vô cái chùa Việt Nam anh mặc thì anh không ai nói gì, nhưng mà tự động mình lạ hơn người ta. Mình đi vô chùa Việt Nam thì mình phải ăn mặc theo người Việt Nam. Người Việt Nam là người ta mặc áo tràng lam, mà mình tự nhiên ở đâu mình xen vô, mình mặc cái áo nâu, mà thật sự mình cũng là người Việt Nam. Nhưng mà tại vì mình tu theo cái tông Tịnh Độ của Tàu thì mình mặc gì đó, mình đi qua đó. Thật ra không có cái gì gọi là đúng sai tội lỗi gì trong cái chuyện ăn mặc đó. Mà cũng không ai thành Phật, thành Tổ, thành Thánh, thành Tiên gì ở cái áo cả. Nhưng chúng ta sống chúng ta phải biết. Hồi nãy ngày Tuệ Trung Thượng Sĩ nói mới biết phù du sống ở đời đó.
Anh hiểu được cái đạo lý đó là anh là người sống phù, sống trong cõi phù du trần thế mà anh biết sống. Cho nên đạo Phật dạy cho chúng ta một chữ thôi là biết. Biết sống khỏe lắm, không biết sống mệt lắm. Biết sống thì lúc nào, hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể ứng dụng, chúng ta sống được. Cho nên là thật ra thì cái vấn đề y áo chúng ta mặc nó không có liên hệ gì chuyện thành Phật thành tiên của chúng ta. Không ai mặc cái áo lè phè đó mà thành tiên hết. Mà không ai mặc những cái áo đơn giản, cái tay ngắn vậy mà gì hết trơn á. Nhưng mà chẳng qua nó là một cái lễ phục để cho nó có cái sự rạch ròi đâu ra đó. Đây là cái bước đầu tiên nhất. Hồi xưa ông bà mình dặn không chồng đi dọc đi ngang, có chồng cứ thẳng một đàn mà đi. Chúng ta có thể hiểu cái nghĩa rộng của nó. Một khi chúng ta chấp nhận cái gì rồi thì chúng ta phải làm đúng nguyên tắc như vậy. Ví dụ như mình đi xuất gia trong truyền thống của người Việt thì ni cô, các vị nữ tu phải mặc áo Nhật Bình. Áo Nhật Bình lam, áo Nhật Bình nâu, rồi chích cái khăn. Không có mặc mấy cái áo la hớn, đeo dài xuống rồi thêm nửa cánh tay nữa. Ở trong mà áo lam, ở ngoài mà áo nâu, cho nó có màu vậy đó, chè hai màu đó. Cái đó mình đi qua truyền thống đó được. Mình có cái lễ phục của người Việt. Mỗi quốc gia, mỗi cái tôn, mỗi cái Phật giáo quốc gia nó đều có cái. Cái đó nó không có phải là mình làm vậy là mình chắc không phải. Nhưng mà chúng ta ngay cái bước đầu, cái ăn mặc mà chúng ta chưa rõ ràng thì chúng ta minh định được cái gì của đời tu mình. Rốt cuộc là mai mốt đây là mình tu hồi nó tạp nhạp hết, nó không có cái gì nó rõ ràng hết. Cho nên Pháp Hòa nói là nói vậy đó. Hay là chư tổ hay các hòa thượng dạy mình là dạy như vậy. Phật giáo Việt Nam có cái của Phật giáo Việt Nam. Mà nếu chúng ta đi đâu chúng ta tùy thuận không sao. Nhưng khi chúng ta trở về chúng ta phải có cái của mình. Hay là thậm chí mình là người Việt Nam cứ mặc những cái phục sức của người Việt Nam. Quý vị thấy giờ mình ra Mỹ ha, Pháp Hòa thấy mấy cô Việt Nam ở xứ lạnh. Lạnh cỡ nào lạnh nghe, mà mùng 1 Tết, 30 Tết đi chùa là mặc áo dài hết. Thấy không? Rất là dễ thương. Trời ơi, mặc áo dài mùa đông là nó khủng khiếp lắm chứ. Vậy mà có cổ cũng. Vì sao? Đó chính là cái giờ phút chúng ta trở về được chút xíu đó, trong vòng vài tiếng đồng hồ, của cái nguồn cội đó. Trời, Pháp Hòa thích những cái dịp lễ người Việt, các cô mặc đồ Việt Nam, áo dài Việt Nam, hay là mặc áo dài khăn đóng. Chỉ có những dịp như vậy chúng ta mới được thấy, và đó là cơ hội chúng ta giới thiệu cho con mình. Đây, Việt Nam đây. Việt Nam không phải là những cái skirt ngắn ngủn, Việt Nam không phải là những cái đầm, mà Việt Nam chính là chiếc áo dài này. Mình không mặc thì con mình không biết, mình có mặt thì con mình ở Việt. Thôi thì câu hỏi cũng còn, chúng ta để dành cho tuần sau. Bây giờ hết giờ. Xin cảm ơn đại chúng cho Pháp Hòa cơ hội được chia sẻ những câu hỏi của quý vị. Thì có gì sơ sót mong đại chúng hoan hỷ cho. Chúc đại chúng có một cuối tuần bình an. Và ngày mai chúng ta sẽ nghỉ nguyên ngày, trọn ngày thứ hai cho các vị được nghỉ ngơi. Các vị cũng dắn Pháp Hòa ngày cho quý vị đỡ ám ảnh. Gặp mỗi ngày mấy thời nghe tiếng thấy hình ớn quá. Dạ, xin cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng vui vẻ, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử
và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.